Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu mountain bike dòng địa hình thương hiệu Mỹ, model cao cấp nhất tại hiện tại bên cửa hàng bên em. Trước đây em có về cái vòng personalize dòng mountain bike gốc copper, thì cái model lần này là cái model cải tiến cao cấp hơn, model gốc copper SL, dòng cao cấp nhất của dòng khung nhôm, được rất nhiều người châu Âu đánh giá review rất là cao trên những cái trang web và những cái video đánh giá trên những diễn đàn. Và bây giờ xin mời nhà tổng thể xuất xe. Vâng, các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm về cái mẫu mountain bike Castleline dốc copper SL, thì đây là mẫu phiên bản mới về cửa hàng bên em, thì thể hiện lên rất nhiều trang web bên kia UK, tất cả UK là những dòng thương hiệu đến từ Mỹ Castleline. Thì các bác gõ vào hình ảnh này, đây là cái mẫu model về cửa hàng bên em, cái tông màu là màu đỏ ạ, đỏ đen đây. Thì em sẽ vào một cái video đánh giá cho chi tiết bác nhé. Đây, đây là cái mẫu personalize về bên cửa hàng bên em đây, cùng cái màu tông đỏ luôn, đỏ đen, mẫu personalize dốc copper. Đây là người chính hãng của đại diện cho hãng xe Personalize, biểu tượng Personalize trên chiếc áo đây, đã review qua về chiếc xe. Cấu hình và xe, vâng, thì em vừa cũng có giới thiệu qua các bác về những cái dòng dẫu mẫu dốc copper SL, được review và đánh giá rất là cao ở trên YouTube hoặc là trên những website diễn đàn trên mạng trên thị trường châu Âu toàn thế giới. Đây là mẫu địa hình đổ đèo chuyên dùng cho những vận động viên chuyên nghiệp đổ đèo, được sử dụng rất là rộng rãi. Dốc copper là dòng đổ đèo mà cần bài địa hình khung nhôm. Và lần này em về một chiếc tông màu đỏ đen. Trong cái dòng Personalize thì cái màu đỏ này là cái màu tượng trưng rồi, khá đặc biệt trên những dòng xe thương hiệu Mỹ. Lúc xưa đánh giá còn rất là mới luôn nhá, rất là hiếm về. Em về một chiếc dòng địa hình, như các bác đã biết thì những dòng địa hình thì thường thì đi những cung đường đồi núi thì nó rất hay bị xước sát xe. Nhưng mà em về lần này chiếc dốc copper này gần như là rất là đẹp, em đánh giá tổng thể là tầm trên 90% xe, lớp sơn cũng rất là bóng và sáng. Đó là nhìn rõ lớp sơn của xe đây, đây là lớp sơn zin của xe cũng nhé. Đây website chính hãng của xe là thương hiệu Castleline. Bác nhìn thấy lớp sơn rất sáng và bóng, đây là lớp sơn zin, sơn rất là dày dặn. Còn bên dưới xe đây, đây là em nói thêm các bác, đây là cái vết mà qua thời gian bị mưa ẩm. Các đây nó có một cái miếng dán. Các phải bóc này ra, bóc này ra thì xe nó gần như là mới, cũng như cái khu vực này. Nó không phải bị xước đâu. Đè can đã lên rồi. Đây là cái mã số model của xe Personalize này. Series xe. Mọi người bảo trên xe. Xe về còn rất là đẹp. Cổ Ford FSA cũng thương hiệu Mỹ. Cái đồng cổ Ford nguyên bản theo xe, tay lắm bán Trần Châu, cầm rất là êm tay, thường được sử dụng trên những cái dòng xe địa hình đổ đèo. Xe sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD, cũng phanh dầu thủy lực của Techo Avis, phanh dầu Avis đó nhá, phanh dầu thủy lực Avis, ghi đông cổ phốt của Castleline. Bên phải em nó trang bị với 3 tầng đĩa cũng sửa Shimano DOD, giảm sốc rốc sốc Sliver SL, rốc sốc Recon Sliver SL, nhãn của thương hiệu Mỹ rốc sốc này. Tất cả những model của xe, từ model đến phụ kiện, các bác để ý là những cái dòng xe SL sau
thì cũng cao cấp hơn. Phanh dầu thủy lực chính hãng của Avis, thương hiệu Mỹ, cũng là những người Mỹ. Vành DT Swift, vành cũng là thương hiệu của Thụy Sĩ này, vành DT Swift này, vành Thụy Sĩ, vành Thụy Sĩ nhá, vành cao cấp, vành chân lông đen, vành DT Swift. Các bác đi sập xe đạp lâu năm hoặc là các bác chơi xe đều biết những cái vành cao cấp như vậy, vành chân lông đen, lốp gai to, chuyên sử dụng những cái dòng địa hình xấu, lốp chuyên dòng cho những dòng địa hình lốp cao cấp, lốp con trồ nhá, kích thước lốp 26 lên 2.0. lốp pen Castleline luôn được không này, lốp Castleline con trồ, lốp zin nguyên bản trong xe, Mayer chính hãng của Mayer Petroline. Dưới gầm xe cũng còn mã vạch QR code chính hãng của xe. Đây là một thương hiệu lớn về dòng xe đạp Mỹ, thương hiệu Mỹ, dành cho bác mà ưa thích cái dòng xe địa hình cao cấp. Cái khóa yên của Doc Copper Petroline, yên Petroline cộng yên Petroline, yên xe sử dụng yên chuyên nghiệp dành cho MTB, yên cao cấp, yên MTB thôi nhé, yên dành cho dòng xe địa hình và những dòng xe địa hình đổ đèo. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano, gạt đĩa của Shimano Deore, gạt đĩa Shimano Deore. Củ đề sau được trang bị củ đề rất là khủng nhé, củ đề SLX, chân ở DOD luôn. Trang bị với 9 tầng lip, 3 tầng đĩa cho một tổng của xe 27 tốc độ. Bê đan quay rất là mượt, bê đan bi vòng. Đằng sau sử dụng với cặp vành cũng là vành của DT Swift, lốp Petroline, lốp Concho Petroline, lốp nguyên bản cho xe nhé, lốp zin. Và bây giờ xin nói chiều cao đứng của khung xe. Và chiều cao đứng của khung xe là size 46. Chiều ngang khung là size 53. Khi các bác là 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này. Xuống lip. Hoạt động rất là mượt mà các nhá. Bên phải em mà chủ sử dụng với 3 tầng đĩa. Đùi đĩa đều, đùi đĩa Shimano, xuống đĩa. Hạt đĩa EOD, lên đĩa. Rất là bon. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể lại xe đầu bác qua. Mẫu Petroline Doc Copper SL, dòng mẫu địa hình và tầng 3 cao cấp của Petroline. Với tổng thể xe cũng rất là đẹp đấy, đánh giá trên tầm 90% xe. Độ mới của xe, khung xe zin nguyên bản. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Mountain Bike cao cấp của Petroline Doc Copper SL, trang bị cấu hình DOD cộng SLX, vành cặp Swift Thụy Sĩ. Và xe giá gốc bên em là 10.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì em hãy qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh và hẹn gặp lại vào chương ngày mai.